Ai có thể cứu Bruiser Cameraman trước tên zombie Drillman trong tập 19 đây? Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhưng trước khi Titan Drillman kịp quay lại tấn công Bruiser, Astro Toilet xuất hiện một lần nữa. Sau đó, anh ta nhìn con quái vật zombie một cách lạnh lùng và tiếp tục trận chiến ban nãy. Trong khi Astro đang đánh lạc hướng gã này thì POV leo lên người tên Drillman. Sau đó, Bruiser khởi động bộ cơ động lập thể rồi nhảy ra sau gáy gã zombie để kết liễu hắn, đùa chút thôi. Trong lúc chạy trên người tên zombie, POV gắn vô số hút bồn cầu được gắn thêm chất nổ rồi nhanh chóng tránh xa gã khổng lồ này trước khi kích nổ tất cả cùng lúc. Chỉ sau một khoảnh khắc, một vụ nổ siêu to khổng lồ xảy ra khiến Titan bị lắc mạnh và chúng ta đã thấy lõi X-18 bay ra. Ngoài ra, ở đằng xa, nếu bạn để ý thì bạn sẽ còn thấy cả cánh cổng xuyên vũ trụ của hiệp sĩ nữa. Có bạn có thể nghĩ đây là cánh cổng mà anh ấy mở ra ban đầu cho chúng ta, nhưng mình thì thấy vị trí không hợp lý cho lắm. Mà hơn nữa, mở lâu như vậy để làm gì chứ? Vậy nên, anh ấy có thể giờ mới tới và đang quan sát tình hình trước khi can thiệp vào, nhưng mà quan trọng hơn là POV đã tìm thấy lõi X-18 vẫn đang nằm trên đất và bay thẳng đến chỗ nó. Liệu X-18 có thể giúp chúng ta thắng tên zombie Drillman không?